Bảo Thy từng bị chê ngãi đến mức trầm cảm, bị dè bỉu vì lấy chồng đại gia lớn tuổi. Từng là thần tượng của giới trẻ một thời, cuộc sống của công chúa bong bóng Bảo Thy luôn được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Bảo Thy sinh năm 1988, từng là thần tượng đình đám của giới trẻ thế hệ 9X. Cô là một trong những tên tuổi từng thành công với dòng nhạc teen pop thập niên 2000. Bảo Thy được khán giả biết đến với các loạt hit như Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng, Ngốc nghếch. Cho đến hiện tại, dù không còn năng nổ tham gia nghệ thuật như trước, nhưng Bảo Thy vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng lớn với công chúng. Thế nhưng không nhiều người biết rằng, cuộc sống của cô nàng cũng từng trải qua không ít thăng trầm sóng gió. Từng bị chê ngãi và mất tích khỏi showbiz Việt. Là một dòng ca được nhiều bạn trẻ yêu thích và giữ sức hút trong khoảng thời gian rất dài. Song từ năm 2012 đến 2015, Bảo Thy thường xuyên đột ngột tạm dừng công việc ca hát, lui về ở ẩn. Trong một talk show, sự thật kinh hoàng về khoảng thời gian mất tích đã được Bảo Thy tiết lộ một cách chân thực, khiến nhiều khán giả phải rùng mình. Theo chia sẻ của Bảo Thy, việc lui về ở ẩn một thời gian dài là do công việc của cô luôn trục trặc mãi mà không hiểu nguyên do. Đáng sợ nhất, trong một đêm diễn nọ tại thành phố Vinh, công chúa bong bóng đã bị một người đàn ông lạ mặt chuốc rượu với dáng vẻ không tử tế. Giọng ca Ngôi nhà hoa hồng chia sẻ, tự dưng một khoảng thời gian dài, công việc của tôi cứ trục trặc mãi. Đỉnh điểm là buổi diễn tại thành phố Vinh. Ban đầu giới thiệu thì đó là một event, nhưng khi tôi đến mới biết là tiệc sinh nhật. Khi tôi đang diễn, một vị khách nam lên mời uống rượu. Tôi từ chối thì vị khách đó do say nên tiến lên sân khấu và... Về đến khách sạn, tôi đã khóc rất nhiều. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông lạ mặt này còn đeo bám Bảo Thy đến một vũ trường khác trong đêm, cố tình gây xô xát, cản trở nữ ca sĩ biểu diễn khiến cô không nhận được cát-xê từ ekip. Tuy nhiên, việc trục trặc show diễn vẫn chưa đáng sợ bằng câu chuyện bị chê ngãi mà nữ ca sĩ ướp mỡ. Vì giọng hát liên tục trong rồi lại khàn không rõ nguyên do, nên hàng loạt bản thu âm của Bảo Thy đã bị đóng băng. Bảo Thy rùng mình kể lại, có những ngày tôi gọi thu âm cho các phòng thu, buổi sáng giọng vẫn rất trong trẻo, nhưng đến khi thu thì tự dưng ho liên tục và giọng rất khàn. Chính anh Dương Khắc Linh và Trang Pháp từng chứng kiến điều đó. Nhưng kỳ lạ, khi về đến nhà thì mọi thứ lại ổn, giọng tôi lại trong trẻo như thường. Chưa dừng lại ở chuyện mất giọng thất thường, khoảng thời gian ở ẩn cũng là lúc thần sắc của Bảo Thy tồi tệ nhất. Cô thường xuyên mắc chứng mất ngủ, thần kinh chập chờn, lơ lửng mông lung. Những tưởng các câu chuyện mị hoặc như vậy chỉ xảy ra trong phim kinh dị, song Bảo Thy khẳng định mình đã hiểu ra chuyện gì đang diễn ra quanh mình cùng nguyên nhân của nó. Cũng trong thời gian đó, dòng ca Baby xin đừng quay gót còn bất ngờ bị viêm ruột thừa, dù đã giữ gìn rất kỹ, song đến ngày cắt chỉ vết thương lại bị hở, điều này kéo theo một concert lớn của cô cũng bị hủy theo. Những biến cố kéo dài khiến Bảo Thy mắc chứng trầm cảm, cô phải uống thuốc điều trị và hệ ngưng thuốc, đầu óc lại trở nên bất thường mụ mị. Suy nghĩ bỏ ca hát cũng đã xuất hiện trong đầu của nữ ca sĩ. Khi tỉnh tâm lại bằng việc tiếp xúc với cha ở nhà thờ, nghe những lời giảng giải và khuyên nhủ, Bảo Thy đã dần ổn định lại tâm trạng, cân bằng mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống. Cho đến cuối năm 2015, cô đã chính thức quay trở lại với sân khấu ca nhạc. Đáng chú ý, thành công bước đầu tại cuộc thi The Remix 2016 chính là yếu tố giúp Bảo Thy vượt lên chính mình sau một thời gian dài ở ẩn. Đó cũng là khoảng thời gian mà đồng nghiệp cùng trang lứa đã có những bước tiến dài. Theo Bảo Thy, chỉ sau đêm diễn đầu tiên tại The Remix, hào quang gần như đã trở lại trọn vẹn với cô như ngày nào. Cuộc sống như bà Hoàng sau khi lấy chồng đại gia. Giữa tháng 11 năm 2019, ca sĩ Bảo Thy tổ chức lễ thành hôn với doanh nhân Phan Lĩnh. Trước đó, cô giấu kín chuyện hẹn hò và kế hoạch tổ chức đám cưới vì muốn đảm bảo sự riêng tư. Lựa chọn kết hôn ở tuổi 31, Bảo Thy nghe theo tiếng gọi của con tim và mong có hôn nhân hạnh phúc như mẹ và chị gái. Ông xã hơn cô 10 tuổi, vốn là bạn làm ăn lâu năm của gia đình. Sau một thời gian dài tìm hiểu, cô cảm thấy anh là bến đỗ bình yên và tình yêu của cả hai đủ chín mùi để cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Bảo Thy thừa nhận từng tìm hiểu vài người, nhưng mà đến khi gặp doanh nhân Phan Lĩnh, cô mới thực sự cảm nhận tình yêu là như thế nào. Anh cho cô cảm giác mình là một cô công chúa ở đời thực. Ở bên nhau, ông xã là trụ cột chăm lo cho gia đình, không bao giờ để Bảo Thy phải lo toan điều gì. Thời điểm mới kết hôn, vợ chồng Bảo Thy liên tục nhận về những bình luận kém duyên từ cộng đồng mạng như Bảo Thy ham giàu nên lấy chồng già hay ông xã Bảo Thy quá xấu xí. Để bảo vệ chồng, nữ ca sĩ từng lên Facebook nhắn nhủ mọi người hãy ngừng chê ngoại hình của anh. Cô yêu sự đáng yêu phúc hậu của chồng và cho rằng Phan Lĩnh là doanh nhân thành đạt chứ không phải là nam thần showbiz nên mọi người đừng ép anh phải đẹp trai lồng lộn. Từ khi kết hôn, Bảo Thy ít đi hát mà chủ yếu chăm lo cho việc kinh doanh và dành nhiều thời gian ở bên ông xã. Muốn vợ được tận hưởng trọn vẹn cuộc sống son trẻ trước khi sinh con, nên doanh nhân Phan Lĩnh thường xuyên đưa Bảo Thy đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Mỗi khi đi biển, vợ chồng cô thường chọn những resort sang trọng bên bờ biển. Chia sẻ với truyền thông, Bảo Thy cho biết cô và ông xã đang có dự định sinh con đầu lòng. Bản thân Thy và anh xã rất yêu mến trẻ con. Tất nhiên cả hai cũng đang rất muốn có em bé trong nhà để không khí gia đình thêm vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc hơn. Hiện tại, Thy và anh cũng đã có kế hoạch có con rồi. Thy không thể nói trước điều gì, nhưng cả hai sẽ thông báo đến mọi người ở thời điểm thích hợp nhất. Có thể nói giờ đây, Bảo Thy đang vô cùng hạnh phúc bên chồng đại gia và có cuộc sống viên mãn khiến nhiều người phải đỏ mắt ghen tị.